đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Sửng sốt trước sự trùng hợp kỳ lạ của 4 tân hoa hậu thế giới, cứ nắm tay Việt Nam là đăng quang. Vừa qua, fan sắc đẹp truyền tay nhau những khoảnh khắc gắn liền với giây phút hồi hộp khi được xướng tên của hoa hậu 4 cuộc thi thuộc nhan sắc quốc tế 2019, Miss World, Miss Universe, Miss International và Miss Supranational. Điều khiến người hâm mộ quan tâm là sự trùng hợp giữa 4 người đẹp đăng quang đều nắm tay đại diện Việt Nam trước khi trở thành tân hoa hậu. Tại Miss World 2019, Lương Thùy Linh được xếp đứng cạnh Jamaica. Trong giây phút gọi tên vào top 5, người đẹp Cao Bằng đã vỡ òa cảm xúc khi biết Tony An Sinh là thí sinh tiếp theo bước vào vòng thi ứng xử. Lý giải cho cảm xúc đặc biệt này của Thùy Linh, fan sắc đẹp biết trước đó tân hoa hậu đã giúp đại diện Việt Nam giải quyết sự cố váy áo trên sân khấu, nên cả hai nàng hậu rất quý mến nhau. Tại Miss Universe 2019, người hâm mộ thích thú trước hình ảnh hậu trường được khán giả chụp lại khoảnh khắc người đẹp Nam Phi ôm Hoàng Thùy từ phía sau khi cả hai đều lọt vào top 20 khu vực Phi Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc thi trả lời phỏng vấn trước bán kết, tân hoa hậu từng bầu chọn đại diện Việt Nam xứng đáng trở thành người đăng quang. Là hai thí sinh ở phòng sát cạnh nhau, Hoàng Thùy cho biết người đẹp Nam Phi rất thân thiện và đáng yêu. Trong thời khắc xướng tên người đẹp đăng quang Miss International 2019, khán giả quốc tế chứng kiến Nguyễn Tường Sang cùng với ba đại diện xuất sắc nhất châu Á còn trụ đến cuối cùng. Tương tự, hoa hậu đăng quang đến từ Thái Lan cũng trùng hợp được xếp cạnh đại diện Việt Nam và cả hai đều nắm chặt tay trước khi MC đọc tên người chiến thắng. Sau khi diễn ra phần thi bikini, Miss Supranational 2019 tiếp tục chọn ra top 10 bước vào vòng trình diễn dạ hội. Trùng hợp thay dù gọi tên in top không theo thứ tự, nhưng Ngọc Châu đã đứng cạnh đại diện Thái Lan. Ngay khi gặp lại cô bạn thân, người đẹp Tây Ninh mừng rỡ và trao cái nắm tay thân thiết khích lệ nhau. 4 khoảnh khắc này chỉ có thể là những ký ức đẹp trong lòng mỗi thí sinh. Thế nhưng sự trùng hợp đặc biệt khi cả 4 hoa hậu đăng quang đều nắm tay ôm ấp người đẹp Việt Nam khiến fan không khỏi bất ngờ. Hóa ra, cách truyền may mắn của Á hậu Mầu Thủy trong hậu trường Miss Universe Việt Nam 2019 vẫn có hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.